fan của Điệp á, có anh nào mà chưa có bạn bạn gái đó nhớ cả để lại số điện thoại nha. Rồi nữa là Điệp xin số điện thoại của cô bé này nè, rồi Điệp để dưới phần bình luận đó, rồi anh em nhớ vào nhấp vào phần bình luận nha, được không bé? Được ha. Rồi bây giờ đọc số đi đó, đọc đi. Đọc ơi. 0934 rồi tiếp 566 476 0934 566 476 nha anh em, phải không? Đó, thì anh em nào có chưa có bạn đó thì cái đó là có xài số Zalo hả gì? Số xài Zalo luôn đúng không? Rồi, anh em nhớ ấy nha 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 nha. Nhà thấy quen thuộc không nhỉ? Cũng mới đi đến cả nhà ơi, thì trả lại với kênh á, Điệp xin gửi lời thân thương chào đến quý quý vị chú bác anh chị em trên khắp mọi miền đất nước nha. Điệp xin gửi lời chào các anh em đồng nghiệp và fan của Điệp nha. Thì hôm nay Điệp làm chủ đề đi chạy với sư phụ nó nghe cả nhà. Thì trong thời gian qua Điệp cũng nhận rất là nhiều comment của cô dì chú bác anh chị em, thì cũng có nói là đi qua chạy với sư phụ thì thận con nước á, thì Điệp mới có qua tới sư phụ được. Giờ Điệp quay cảnh vòng của sư phụ mới làm mấy cái cây kiển nè. Đẹp không nha, mấy cái gốc này là chắc cái gốc nhãn quá, gốc nhãn nha, gốc nhãn á. Sư phụ cũng tận dụng đi lại nè, ghê thiệt. Ngủ tận dụng lại làm nó đẹp không nha. Em sáng quay video nó hơi bị mờ mờ. Đây, có mấy cây bên đây đẹp quá. Sư phụ cũng khéo tay quá trời. Cái trái dừa mình ăn rồi đó. Cắt kìa, hiểu không? Quá đẹp quá nha. Sư phụ khéo tay quá. Giờ đi vô hỏi thăm sức khỏe sư phụ cả nhà ơi. Giờ Điệp cũng mới tới. Đẹp không? Đây là cả nhà. Quay dưới chân á, dưới chân á. À. Quay dưới chân đẹp không? Dạ. Khá nha. Bông này bông giống con 10 giờ quá mà tí. Rồi. Con bây giờ dành ít phút thời gian á để thầy trò tâm sự với nhau nó mới được. Thấy lạ chưa? Đẹp quá nha. Anh coi cái bông nó thơm nè. Bông này không? Thơm dữ lắm. Thơm bắt nhát. Thử nó có mắt gì không á? Đây con này dài nè. Ừ, thơm thiệt sư phụ ơi. Thơm nha. Thơm. Bông đẹp thiệt á. Thì cả nhà dành thời gian ít phút tí xíu nha, để review chỗ của sư phụ. Đó. Nó tàn hết rồi, cắt rồi. Rồi giờ kiếm hình ảnh sáng một chút xíu để quay sư phụ coi. Xin chào nha, lâu rồi, giờ hẹn gặp lại nha, tới hẹn lại lên nha. Cười. Rồi, tới hẹn lên rồi đi ra tháng sáng. Cái này là nghiệp chướng nè. Đó, lại thầy trò sư phụ phơi cái trời đó. Dạ là ánh sáng còn trò chuyện nó dưới cả nhà không chú xíu làm gì đâu. chuẩn bị nữa hả? Gỗ xúc nó nữa hả phụ?
À, sư phụ chuẩn bị cái à cái gì đây là gì phụ? À treo quánh móc. Cái móc đây nè. Vậy là. Vậy mà tưởng đâu sư phụ bây giờ tưởng xuống núi rồi đi đi kéo côn chứ. Vàng này chưa? Ờ thấy dạ vàng này chưa? Mà nhìn thấy giống cái vàng côn không, thì anh em nào có ở ruộng á thì nói là Điệp nói là đi kéo côn là anh em là biết à. Nè, giống như đi kéo côn không? Giống mấy cái cây côn kéo không, mà cái kia là sắt bốn, còn cái này thì sư phụ làm cái chậu để treo bông móc giờ thầy trò đi lên đường nè. Thầy Điệp cũng cảm ơn cô dì chú bác anh chị em trong thời gian qua đã xem clip và ủng hộ kênh, thì cảm ơn rất nhiều. Đã tới nước rồi, bây giờ đi chài đi chút xíu tâm sự sao. Sư phụ nhìn thấy bảnh chài quá, hôm nay là chài của sư phụ mà ghe sư phụ đi luôn nha anh em ơi. Sư phụ cũng mới xuống cái ghe, sư phụ giới thiệu nói là cái ghe sư phụ ngon hơn ghe của Điệp lắm, mà chắc là sư phụ giỏi mà nhà ghe chiến đây đó, ghe sư phụ đó im không view nhẹ cái cho nhà xem nè, khu gan luôn, không có miếng nước luôn. Kim máy hả? Sao không ngại sư phụ? Có máy. Đó, sư phụ có làm ghe đục nền nó nữa nghe nha. Chắc chủ cái gỗ đó là cái học ghe đục á. Còn Điệp á thì không có làm ghe đục, ghe sư phụ thấy nhẹ quá ta. Im quá. Rồi thôi giờ Điệp ấp máy đi. Khi nào hồi vừa chạy rồi thầy trò vừa tâm sự nhau. Ở đây cũng có cái đài phát thanh á, nó cũng hơi ồn tí xíu. Quay trở lại gì đây, mặt trời nó hơi chán nha. Bài cá nhiều khi mình chài thôi, nhiều khi nó có lộn cá bự đi vô không có mà. Yeah. Quá chọc luôn. Nhôi trơn cả nhà ơi kìa, cả nhà nhìn thấy dưới cái mặt nước văng nước lên. Hả? Mặt trời nó chá lắm đó nha. Dữ lắm hết trơn cả nhà ơi. Ui ui. Trắng hết trơn rồi kìa. Cá nhỏ quá. Trắng hết trơn cả nhà ơi. Cá nhỏ quá. Ôi ơi, cũng không nhỏ gì mấy. Ê cá thiểu phụ ơi. Thôi cá thiểu luôn nè. Nhiều lắm. Ui, vậy nè. Cá nhỏ quá.
nhỏ nó lọt chạy cho nè. Nhỏ nó lọt chạy cho. Ôi giời ơi, Vũ ơi. Ôi có nhiều đâu, có nhiều. Nó nhỏ quá. Trời ơi, đã nhà ơi, ăn tiền á nhà ơi. Ủa vô đó đi. Nó nhỏ quá. Trời chạy nhiều đâu có nhiều. Để được nạp cái mũi vô bờ cái cho nó trong trong video lần cái nha. Cho nó vô trong mát á chị phụ ơi. Quá đã cả nhà ơi. Cá thiểu nhiều quá, quá trời nhiều luôn nè phụ ơi. Ừ. Cái này cả nhà ơi, cá thiểu. Trời ơi, cá thiểu. Bây giờ cho này nha. Bây giờ cho này. Bây giờ nữa ông tát cái hầm sao sạch đi, cá thiểu ông bỏ vô cái hầm sao đi. Để riêng. Để riêng. Nè sư phụ làm cái lò cái hầm bịch này cả nha. Ở đây nó có lỗ cho nha. Thì là mình cần thì mình rút cái cà 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 lâm quá. Cái đồ tắt nước của sư phụ ở đâu rồi đây? Tan để rồi cái cạo nó xuống rồi mình đổ nó vô à. Cá thiểu bỏ ghim. Ít bây giờ cái bài này cá nhỏ nó lọt chài biết không? Vậy có đổ nước không không? Không có đổ miếng nước nào chứ. Thôi đổ miếng đi. Thôi đừng đổ. Không hả? Cá này đổ xịt. Trời cả nhà ơi, cá thiểu nè cả nhà ơi. Cá này ăn ngon khổ. Trời ơi, cá này không có ngon mà không khô được không biết. Ừ, cá thiểu này phụ. Bỏ khoan sao đi. Ủa con bự không nè cả nhà. Đã bỏ khoan sao đi. Rồi cái má nước sạch chưa? Sạch thì đừng cho miếng nước, cái nước nó sình biết không? Mà nó có cái chắc dầu. Đây nè, đây tát sạch đi. Nè nó cá thiểu cũng nhiều lắm nè. Quá trời luôn rồi, một hồi chạy sao biết sao à. Chưa đâu, một chút nữa kèo mày thấy cái cảnh. Trời, cá trắng hết trơn anh ơi. Hôm nay có hai thầy trò đi chú Sáu hồi à. Dạ sao thông tạo y. Không có chú Sáu ở đây, mình nói xấu chú Sáu chơi. Rồi đêm hôm ông Sáu nhậu về ổng quậy quậy hay gì á, rồi bà Sáu bà không cho đi luôn rồi. Nhậu đủ ba thịt mèo bị mèo quào wow ơi. Hả? Mày nhập thêm nhậu thịt mèo rồi bị mèo đốt quào. Wow. Vậy đó hả? Phụ ơi làm sao mà cho video cho nó sáng sáng chứ sư phụ, cho nó lên lại cái bóng mát đó cho video nó sáng sáng. Mèo nó quào ơi. Quá trời thấy ham luôn cả nhà. Biết luôn rồi, đã để tự lụm mấy cái con cá thiểu này bỏ làm sao ghi. Lụm coi chừng nha, chớp bảy cái kia cái là đủ nó lâm mẹ đã lắm rồi. Chớp bảy chúng cái con chanh chép hả? Con chanh chép là đủ mẹ đi ác lắm mà. Để tử, mình á đại tử nhận được một số comment á của anh em á, sư phụ nói từ đi đâu đi nhưng đừng quên cái con chanh chép ở nhà. Có anh trai đó ảnh lên ảnh ở Sài Gòn á, mà ảnh lên ảnh chọc quá trời luôn kìa. Tin nhắn nào ảnh cũng nói dân bắt thì bắt nhưng mà leo cây cũng vậy, phải cố giữ gìn sức khỏe đang về nhà, đừng quên con chăm chép, nghe lời sư phụ dặn không. Hết biết ca thiểu cả nhà. Đã thiệt chứ. Vậy cá nhỏ nó nhiều không biết không? Ừ. Nó lọt. Nó gu chài hết trơn vậy đó. Mới nãy thì sư phụ cà cầm mà để tử thấy gì đâu mà cái chài nó rung đều hết trơn á. Gu chài mà nó lọt. Mình bắt cá lựa mà. Đây chài 2 phân rưỡi cả nhà, là lý do là mấy như nè, như mấy cái con cá này nè. Là nó sẽ lọt chài, nhưng mà ví dụ như mà mình kéo nhanh quá thì nó xếp chài và lẹ đó thì nó không có đi ra phụ dịch tiếp phụ, nó không đi ra gì đó. Đó rồi còn mấy cái con này á thì nè nó bự gì nè. Đó hai con cái cỡ nó khác nhau. Con bự này thì nó dính nè. Nè con chài cái này đây nè. Chài cá nhỏ nhiều lắm rồi biết không? Chài trong túi. Đã thiệt chứ. Rồi giờ đi up máy đi, hồi chạy tiếp rồi quay vô nhà xem. Những cái chài kia nó mới giữ. Quá trời luôn. Con cá thiểu. Chài này có bao nhiêu đâu. Chút nữa gặp mấy cái chài mà kéo lên không nổi đó, hai thằng kéo đó. Rồi đâu mới thấy cái cảnh. Cá đặc wow.
quá xa xa xa, xa đã. Ông Hoàng lấy cái đó, cái ông Hoàng vô cái gỗ, cái em đổ vô đó như bài bản tính đó, sư phụ làm bài bản như như gì nè cả nhà. Thấy cái chài của tôi không, còn cái chài kia là chết mẹ rồi. Còn cái chài kia là đem về nhà luôn rồi. Ừ, cái này là chài 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 găng nha, chài găng nên nó không có bị dính nha. Còn mà chài chỉ mà hôm mà chài mấy con cá này nó dính mà cái gai á một cái luôn thì thôi luôn thì đó. Bước lên chặt cái rìu. Đi hả? Ừ, bước cái gai nó nằm á. Ừ. Ủa, nó gãy gai chồng. Trời ơi. Ủa, mẹ đây. Rồi, thôi giờ đi. Ôm máy nha. Ôm máy đi chặt tiếp. Đó. Đưa cái lên nữa đi. Nè nha. Thấy không? Này là đem đi lên cho anh Tâm rồi. Đó, rồi giờ bây giờ là tới công chuyện nữa rồi. Cái máy bị con ốc đâu mất tiêu rồi. Đây nè. Đó. Rồi rồi Điệp dặn lẹ lẹ đi vô cái nha ơi. Bị đứt cộng dây giật. Đứt cộng dây giật bây giờ đi lại tay luôn. Đợi công chuyện luôn. Công nhận quất chài cũng được cá cũng ngon đó nha. À, hiểu. Cho anh Tâm mới ảnh lên ảnh kho lạc, cá đó kho lạc mà được cái trái bằng hay là trái me này ha. Làm vô cả tới công chuyện luôn. Cái máy này, cái máy cũng đã tới chuyện rồi. Đủ cái mẹ nhỏ. Trời ơi trời. Chết. Rồi lên, đi lên đường. Wow. Quay cá ngon thiệt chứ. Nhóm lên cái vòi vỏ bình thôn vô chút xíu. Đó. À, lên đi ơi. Hồi nãy mình gãy nới lên trên kia nữa được không Phục? Mắc hả? Cá nhỏ nhiều lắm á nha, mà nó lọt chài mới rồi. Tới công chuyện nữa hả Phụng? Cả nhà biết cái chuyện nhà Điệp không, cái Điệp không có nói nha. Điệp không có nói à, cả nhà tự suy nghĩ và bình luận nha. Chứ sư phụ mà lấy cái tay vào dạo là biết. Thằng ăn dưa hấu à? Thằng nào ăn dưa hấu hả? ăn nào anh ăn dưa hấu quá trời. Ồ, bảy cá bự sư phụ ơi. Đỡ ha. Ôi sư phụ ơi. Ui ui. Bảy cá bự. Dạ. Sư phụ ơi. Trời ơi đã quá. Ve yeah, cái đồ. Người cười có một xưng ơi. Tưởng đâu nay thầy trò gụng gúng rồi đó cả nha. Là lý do là thấy cá nó không ụt nữa mà hên. Lại đây với đầu thấy bầy nó ụt nè. Ôi ôi vớt giác sư phụ ơi. Nhờ nó vô vàng. Cái gì? Nó vô vàng. Nè đó. Nhờ nó vô ai ăn dưa hấu mà nó vô vàng vàng hả? Ừ, cái bụi dữ lắm rồi sư phụ ơi. Về tắm thẻ nở thấy vàng. Trời ơi. Cái gì mà nó tanh dữ rồi bộ. Thôi được rồi cả nhà ơi. Tới công chuyện đi nó đi luôn rồi. Nhìn cái miệng cô chú bụng ra tém nó tém. Ôi ơi, cái chài này cá dữ lắm rồi cả nhà ơi. Chài này nè. Cái chài này để tự đoán là tự giá trên 1 kg phụ. Hiểu. Thấy gì chứ cái cá này nó nặng lắm á nha. Tại vì giờ còn chài sư phụ chưa có vũ ra nữa. Bây giờ để cho sư phụ vũ xuống rồi Điệp mấy cái quay chứ. Cả nhà coi nè. Đây nè.
mà kéo cái tùng này đi lên một cái nữa nó nở đây kìa nha. Đây thấy nó lạnh không? Biết rồi, anh em ơi cái nè, anh em ơi cái nhà ơi. Dạ. Yeah. Thôi luôn nó dính một chài kìa. Vớt hả? Vớt giác. Bà cậu vớt giác. Bà cậu vớt giác. Quá trời luôn rồi cái nhà ơi. Thấy nó đâu này dễ mà thấy nó hơn. Thôi để đẹp giữ tiếp sư phụ một cái ra chứ bây giờ hồi tới quay đi mấy rồi nó bị đâm lắm rồi nha. Cá này gai ấy vừa dữ lắm mà cá này ăn béo dữ lắm nha anh em. Thì cá này thường thường nó chạy gì đây nè cá này nói chung là đây đẹp quay hồi cạn cảnh tí xíu cho mẹ cho nhà xem. Thì cái con cá này á là chưa bằng cá sóc sọc hả phụ? Gọi là cá sóc sọc nghe nha, nó cũng giống như con cá chốt, giống như con cá dồ không, con cá cha như gì đó. Nhưng mà cá này ở đây là dao động từ bán nha, từ 120 cho đến 144 là 1 kg nha. Một cân á. Từ 120 cho đến 144 mà ăn nó béo dữ lắm nha, nó béo. Béo giống như cá ba sa, cá ấy gì đó. Biết không nha. Ôi kìa. Thấy ham không? Giờ hai thầy trò lơ lửng nửa xong luôn. Ồ con cá này bự dữ phụ. Còn nhỏ mà đó, tôi dài cá cùng tay luôn mà. Vậy đó hả? Ừ. Ồ con cá này nó bự nè anh em nha. Nó bự cá không? Mà anh em có ăn á phải vớt đũa nằm á, vuốt á. Vậy. Ăn á lấy cái đũa nằm cái vuốt nó. Là sao? Nó nằm như này vuốt cái này nè, nó bỏ xương lại trời ơi. Nó loại đũa nằm nó biết không? À chú phụ nói đũa nằm đó cả nhà. Là cặp cái đôi đũa đây là vuốt từ ở dưới đuôi vuốt dài lên. Phải không ạ? Bởi vì xưa ông bà mình nói là thằng nào mà ăn đũa nằm là phải chạy nó đi. nó có suốt một cái dữ lắm. Vậy đó hả? Mà sư phụ đại tử thì không biết ý. Không biết ý, không biết ý của sư phụ nói là sao mà thiệt hay là chơi hay là sao? Cái đó thiệt chứ đi chơi đâu. Đũa nằm hả? Đũa nằm á. Thường thường ông gấp vậy đâu được nhiêu phải không? Ông gấp nằm vậy nè. Đó. Suốt một cái dữ lắm. Vậy là ông ngày xưa người ta nói là ai mà gặp mấy cái người mà ăn mà cầm đôi đũa nằm là phải tránh xa cái người đó. Ủa mà nó sốt hết. Nó chết hết hả? Ồ con cá nó bự nè cả nhà. Ồ con cá này tới một chuyện là bởi vì nhiều khi con cá nhỏ gì đây á thì cái giá nó tiện khác mà nói gì mà cá bự vậy nè, dao động từ 120 cho đến 140. Cá này béo lắm. Đã thiệt chứ. Cá này không phải cá nuôi mà cá thiên nhiên. Cá thiên nhiên nó nghe nha. Cá này là cá thiên nhiên. Cá này thì Điệp không có dám mà thò cái tay. Ủa mà phải cái bọc này mới nãy không? Nó không vậy chứ sư phụ. Hả? Không phải à? Thì bỏ ra nhà ơi, để trên ghe nó dữ lắm mùi. Để trên ghe mùi dữ lắm, chịu không có nổi đâu. Ai mà ăn dưa hấu nãy màu đỏ dữ lắm hả? Cái đó là hữu cơ. Phân hầu hữu cơ. Hữu cơ. À, hay là nãy mình trúng cái đó là nó hên đó hả sư phụ? Dám lắm ạ. Trời ơi. Biết rồi cả nhà ơi. Một hồi á, sư phụ có cái này nè cả nhà, có cái tiệc chiêu của siêu phụ nè. Đấy. Bắt mang cá mà dính là thấy được sao. Điều lắm mà. Biết không nha. Trà này mà gặp trà chỉ cái là bỏ đi luôn hả phụ? Biết anh em ơi. Đây. Bắt mình cái dinh bỏ trước đi sao? Đã thiệt. Cái ham ăn cả nha. Thải về trời có mấy trời đã thì can nước. Nay thất bại rồi, hôm qua giải mấy chài được 20 kg. Dạ. Yeah. Chài còn nhiều hơn cái này nữa. Ông nội mẹ ơi, hai thầy trò bên ấy gãi biệt mỹ ở bên kia kìa, bây giờ mà nó coi đi qua tới. Có chừng xà lan nghe. Vậy. Xà lan mình tránh nó cho nó có tránh mình nghe. Tránh vôi là không có hổ mặt nha.
dòm tránh vôi hả? Vô. Bỏ bộ lùa lùa luôn đi. Tại lùa đây mày tới đi. Hôm qua là bán không kịp. Vậy hả? Qua bán không kịp. Đây đây nè sư phụ ơi. Đây. Cái chiêu của sư phụ đó. Đó. Chỉ cái này không thể nào mà thò tay mà hốt mà bóc mệt như như con cá mè dinh hay là cái con cá dảnh được. Này mà thò tay cái đây thôi luôn. Cái là chịu đớn đau. Là tối nay về gờ con chém chép nó không được luôn. Quá trời luôn nè. Hôm qua là giải một chài đó cái gỗ rồi đựng không hết luôn. Rồi giờ cho vô một cái ra. Rồi là gì có khó khô rồi. Về gì có khó khô rồi. Tôi với đại tử có khó khô rồi. Rồi lên đường ấy nha, lên mảnh giải nữa. Tới công chuyện thiệt cả nha. Vì ơi, vì ở trên bờ hát nhạc cái nãy Điệp không có bật cái máy quay. Chỗ này hát nhạc nên Điệp không có bật cái máy quay nên giờ mới vừa tắt rồi nè. Đó, Điệp phải bật cái máy quay nè cả nhà. Đã không? Quá im. Cuộc chạy này cũng nhiều ta, cái chục ngoài này con này cả nhà. Cá mè dinh. Cá mè dinh bỏ ăn sao đi. Ăn sao hả phụ? Cũng được. Đâu rồi? Đó. Cho vô cái phang này được mớ cá nãy cho an tâm à, cá thiểu với cá ấy. Đây. Cá mè dinh. Đây. Gãi trời cũng kiếm ăn được nè. Tiếp nha nhà cũng chậm chế nha, không có ngày này tụi gãi có chài một à, mấy cá kia nãy cho á trơn rồi, cho tâm hết trơn rồi, lên này chài nó lên, tại bên ở trên bờ hát nhạc á cả nhà nên Điệp không có bấm cái máy quay rồi lên tiếp. Xíu nữa là nó dính cái chân vịt đó luôn à. Vịt tôm cái cây này luôn à. Hát lưu luôn. Này gãi cái cá dẫn đi, cá này dính quá cá nha. Buông đi. Buông hả? Dính cái dẫn đi, cá này dính.
có tôm càng không? Hên bận 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 con tôm càng không? Có sơn đó thấy chưa? Sơn có nè, nghe nè, cá sơn nhiều lắm, cá lục kiến nữa. Bởi đi ăn cơm rồi ha, me rồi dễ nữa. Dạ. Yeah. Sư phụ đó đói bụng rồi, sư phụ kêu về nhà của sư phụ bên đó, qua về nhà bên nhà đồng chợ ra dầm sáng quầy bánh ăn miếng cơm. Quay mặt lên coi, ngước mặt lên coi. Trời ơi, mặt có sáng hơn chặt rầm nữa kìa. Sư phụ cừ giòn quá. Bé ơi, hồi làm đồ ăn đi, hồi chú có cá nè, chú Hùng với nó nói với con nghe, chịu không? Chịu luôn. Vậy ghê vậy? Thiệt không? Làm thùng bia luôn nghe. Cái vậy? Làm thùng bia luôn. Làm một thùng bia đi luôn hả? Rồi. Rồi vậy là bắt cá đi lên nha phụ. Ai? Bắt cá lên rồi cá rồi mình làm gì? Cá mình kho lạc đi. Kho lạc thì có rau sống nữa đó hả? Có luôn. Quế nè. Được không? Được. Quế lại luôn. Vậy à? Dân nấu ăn mà. Như vậy là đem cá đi vô đi lên luôn ha, nó ha phụ. Đó, cá này nè anh em ơi. Quá trời cá rồi. Trời ơi, cái sừng này đâu có máng vô đây là chết rồi trời. Con tự giận thiệt. Tự giận thiệt chứ. Con cá heo. Đó, ra chưa? 1 2 3 rồi. Sư phụ gãi chài gặp nhất là con cá này hả? Ừ, sợ nó. Vậy đó. Rồi giờ tách đi vô. Mình là tách đi vô. Ô, giơ tay cà chào nhà coi. Trời ơi, cười cái đây. Cười không mà đủ cái cửa sổ mở tầng quát. Cười xong cái đó. Rồi giờ lấy cái gỗ đi bắt cá lên, hồi có rau sống rồi kho lạc nữa ha. Ừ. Được, được không bé? Được luôn. Ờ, việc của Hinh đồng ý rồi. Nhớ thùng bia mà không phải cái loại ấy mà hen kem luôn mới được nha. Đây là nhà sư phụ ở cặp bên đây nè nghe nha. Giờ sư phụ đói bụng quá rồi. Sư phụ lên ăn một miếng cơm. Rồi ở đâu hồi thầy trò nghỉ ngơi, canh nước rồi chiến tiếp. Hồi Điệp thì Điệp qua bên đây Điệp ăn cái bữa cơm của bé gái ở bên đây. Cho chú ăn cơm nghe nhờ nha. Dạ. Dạ. Rồi chú cảm ơn con trước, hồi chú đem cá qua. Fan của Điệp á, có anh nào mà chưa có bạn gái đó, nhớ cả để lại số điện thoại nha. Rồi nữa là Điệp xin số điện thoại của cô bé này nè, rồi Điệp để dưới phần bình luận đó. Rồi anh em nhớ vào nhấp vào phần bình luận nha. Được không bé? Được luôn. Được hả? Rồi bây giờ đọc số đi. Đó, đọc đi. Đọc coi. 0934. Rồi tiếp. 566. 476. 0934 566 476 nha anh em, phải không? Đó, thì anh em nào chưa có bạn đó thì cái đó là có xài số Zalo hả gì? Đó. Số Zalo luôn đúng không? Dạ. Rồi anh em nói ấy nghe nha anh em. Lên cái clip này chắc có chồng đại gia luôn quá. Cũng tới bên cô dì chú bác anh chị bên Mỹ cũng ủng hộ cho Điệp cũng nhiều lắm. Anh em nào có ấy á. Rồi cô luôn. Cổ ơi, đây là chị hay là bà xã đây sư phụ? Hả? Đây nè. Đâu? Không biết đâu. Cái này là bà chủ tôi ở đợ không ơi? Bà chủ hả? Ừ. Rồi sư phụ thì ở đợ rồi đi bắt đi kiếm cá hàng ngày đi về đây cho bà cho bà chủ nấu nước. Cũng tội nghiệp sư phụ quá trời ta. Bây giờ cái gì mình cũng phải dự trù nha. Để nữa giả không có cái ông gì không? Hôm nay thất bại gì đâu, không biết kiểu này chết. Thôi, đại tử không có ai có ấy đâu. Cái gì? Đại tử không có ấy đâu, nhà ông ấy chưa nghe. Sư phụ, sư con vợ thằng ngỡ của mình. Vợ của anh ba hả? Chị chị ba hả? Ừ. Dạ. Cũng được. Thôi sư phụ mau mau ấy ra cho xuôi nè, cá này cũng được vài kilo nè cả nhà. Mấy cái thao cái gì đây coi. Bên đây nữa nè cả nhà. Đó, bây giờ phần video này sẽ tụi lên ăn cơm ăn nước. Ông lên ăn cơm luôn.
Vậy hả? Đệ tử đi qua nhà cặp bên ăn cơm ké của cái của cô cặp bên mà. Thôi có đại gia rồi đấy. Dạ. Ăn cơm đi rồi đi. Mẹ mới ra à, nãy giờ sáng giờ đâu có. Sáng giờ nó không chịu ục. Đây là chỗ này là chỗ căn nhà của sư phụ, là chỗ bán tạp hóa ở chợ nhà lòng Vầm Sáng. Còn sáng được vô trong thì quay mấy cái chuyện đó là nhà đó là căn biệt thự của sư phụ ở trong kinh tí xíu cũng gần. Cái gì nghe nói hơn cứ chợ lan kìa. Trời ơi trời, quá trời. Đó rồi. Phần video này cả như là Điệp kết thúc nha nha. Điệp gửi lời chị ăn chúc đến quý quý vị chú bác anh chị em á, đi khắp mọi miền đất nước á. Có buổi tối xem clip của Điệp luôn và hạnh phúc luôn cuộc sống nha. Này rồi giờ Điệp ốp máy nha nha. Rồi sư phụ xuất cá rồi, sư phụ có vài lời nói với quý vị chú bác anh chị em với fan nè nha. Đây. Đệ tử không có bắt đâu, phụ xuất cái đấy đi. Còn mấy cá lâu kiếm nè. Quá im. Thôi bây giờ tạm biệt anh em tí xíu nha. Hẹn chút gặp lại. Hẹn cờ đi. Hẹn cờ clip sao? Rồi giờ bà chú Vũ bye bye cả nhà đi rồi hả, đậy sạp bỏng đồ lại nè. Mà cười cười cái cây với họ nấu lên cái cây. Ủa. Cơm nghe ăn cơm. Rồi. Mời các bạn ăn cơm nha. Mời các bạn ăn cơm nữa hả? Rồi giờ Điệp ốp máy nghe cô dì chú bác anh chị. Điệp chúc cho cả nhà mình mỗi ngày một cái niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống nha. Đi chài á thì đi ví dụ Điệp hồi nhỏ á, hồi lúc đó mà tắm gọi chuồng đó, bây giờ gặp lại mấy chục năm rồi, có 5-6 con vợ rồi 7-8 đứa con. Trời đất coi khổ vậy đó. Chết luôn. Trời mấy chục năm đi trước rồi. Kì quay qua. Vậy. Vậy rồi. Rồi vậy là có để số điện thoại lại đó thì các anh em nào fan của Điệp á thì chưa bạn gái đó thì hãy kết bạn số Zalo và làm quen với cô bé xinh xinh đó nha. Rồi giờ Điệp phần này Điệp ốp máy Điệp lên ăn cơm. Chào quý cô dì chú bác anh chị em trên khắp mọi miền đó đất nước. Hẹn cả nhà những clip tiếp theo nha. Điệp bye bye cô dì chú bác anh chị. Nắng quá Điệp mới ghé nhà lấy ca nước đá với là lấy áo khoác mặc vô ca áo trong này còn. Rồi Điệp bye bye cô dì chú bác anh chị. Điệp cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua nha, đã hỏi thăm sức khỏe và Điệp.